Là địa phương có trên 90% người dân thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng, Dao và Sán Chỉ. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện Lộc Bình đã đưa công tác tuyên truyền phòng chống dịch lên mức độ cảnh báo cao cho người dân. Tại những nơi vùng sâu vùng xa, các cán bộ tuyên truyền còn sử dụng tiếng dân tộc, minh họa bằng hình ảnh trực quan để giúp bà con dễ tiếp cận thông tin hơn. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh được gần 1.700 lượt với gần 130.000 lượt người nghe. Tổ chức tuyên truyền lưu động đến vùng sâu, vùng xa được 20 buổi với gần 38.000 lượt người nghe. Về phía trung tâm thì cũng đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, biên soạn các cái nội dung hết sức ngắn gọn để mà tuyên truyền đến nhân dân một cách hiệu quả và thiết thực nhất. Trong quá trình tuyên truyền thì trung tâm cũng đã biên soạn các cái nội dung gửi về các xã thị trấn để phát thanh tuyên truyền liên tục trên hệ thống truyền thanh cơ sở và phát huy tối đa cái hoạt động của xe thông tin lưu động là đi đến các xã vùng sâu vùng xa, những thôn bản mà chưa có loa truyền thanh thì chúng tôi tập trung tuyên truyền vào các cái địa bàn đó. Để người dân, nhất là người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiểu, tin tưởng và làm theo. Thời gian qua, những người có uy tín trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã và đang tích cực tham gia các tổ COVID-19 cộng đồng, thực hiện giám sát những trường hợp cách ly tại nhà, quan tâm, nhắc nhở những người trở về từ vùng dịch hoặc có tiếp xúc với F1, F2 đến khai báo y tế, tổ chức tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tôi là một thành viên trong cái tổ phòng chống COVID ở thôn. Thì trong quá trình thực hiện ấy thì chúng tôi cũng tuyên truyền đến tất cả bà con trong thôn, rồi cả con cả cháu trong gia đình là phải thực hiện đúng, là ra đường là đeo khẩu trang và sát chống khuẩn, rồi không đi chơi ở những nơi mà có dịch hay là cũng không nên tụ tập đông người. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, thời gian tới, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, nhất là tuyên truyền trực tiếp đến từng nhà, từng người, với mong muốn chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.